mỗi độ xuân về nhà vui vẻ. Con cháu tụ họp lại ba ngày Tết, 50 ở dưới biển, 50 trên non, về đây họp thành một cánh đồng vui vẻ. Ê, nó nghe nè. Ta vô nội dung chính, nội dung chính. À, Tết sắp tới rồi các bạn ạ. Dù chơi gì thì chơi, đừng có nên cá độ bài bạc ăn tiền. Chơi vui thì được, nhưng mà cá độ thì không. Ta thì có vài xỉ dách hay gì đó thì cũng ra ơi. Đi, chi bạn ra chơi đi. Từ từ thì chúng ta phải giải thích. Thì đó, chúng ta phải biết rằng Tết tới rồi ai cũng có tiền. Nhưng mà rồi có tiền thì sẽ... Nói nhiều quá. Bay tay anh ơi, sương dòng xuân đông. Ai ạ? Ai ạ? Diễn viên chuyển giọng. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với game đầu tiên. Đó là xì dách. Bọc đi bà ơi, có hai lá suy nghĩ, bọc đi. Tự lựa chốt. Cứ đúng thoải mái đi. Rồi nữa đi. Nè. Tự đang tính nút mà. Rút đại đi bà ơi, có được có ba lá tính nút nè. Từ từ, thôi. Rồi, thôi lá cuối luôn, ngủ lên luôn đi. Trời ơi, từ mày hối hoài. Rồi nhanh lên bà ơi, bà bốc đại luôn đi. Ai ở đây rảnh rỗi đâu, ở đây chờ bà bốc. Trời đất ơi, người ta còn ăn cơm, ăn nước nữa. Tôi mẹ đi trên một tháp ba để tôi mẹ. Nhanh anh lên, người ta đợi kìa. Nhanh lên, biết bao nhiêu người chờ đợi thế nè. Lẹ lẹ coi. Lẹ coi. Trời ơi, nhanh lên. Từ đây ta đang đếm que luôn đây nè. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Mẹ. It's a hard knock life. Ok chưa? Khui nha. Hai lá thật cưng. Hai chục hả? 21. Wait a minute. Ăn luôn 2 ly trà sữa cho bạn. Mày bị ngu à? 7, 8, 5, 20, 21 đâu ra? Mày biết tính không? Mày nghĩ sẽ học được không? Chứ sao mà sao? Lại đếm không? Mày biết đếm không? Mày tính lộn à? Giang. Hai lá vui luôn. Đại tay đấy. 16 nút mà Giang hả? Là. Ăn lên, ăn. Nice. 21 nè. Oh my god. Cái gì vậy trời? Chị bạn cấp rồi. Tôi nhìn nhá. Chơi nãy giờ lỗ nhiều quá. Cái gì? Chơi nãy giờ lỗ? Lỗ. Nếu ai đã làm tôi đau khổ bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, tôi sẽ chuyển giọng. Thôi
8 Kim. Ui,
Ghê 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 chưa, ghê chưa? Ghê vậy? Ghê vậy? Ba lên không? Ui! Chữ quý gì? Kèo thơm, kèo thơm. 4 lên không? Và tới 3 biến. Hả nè? Ừ. Con gì? Tò thế. Con quy. Mày. Ờ. Con quy. À đù. Quy to. To. Tới con ca. À đù. Tao không đánh chạy về luôn đi, mày đánh gì? Quy ca là sao? Tao xin. Mày xin đâu? Tao xin đây. Cóc con heo. Mặt ngang ngược ghê luôn á nha. To vậy. Ôi. Nếu ai đã làm tôi đau khổ, bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp. Diễn viên chỉ giọng. Tết đến xuân về, chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, nhà nhà hạnh phúc. Mong tất cả các bạn đạt được những điều mình mong muốn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Nhớ. Chúc nhớ mọi người mọi điều tốt đẹp. Chúc các bạn nhận được thật nhiều ly xì nè. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ đăng ký kênh TV để xem tiếp những video clip của mình nha. Bye bye. Ơ, cậu anh muốn tay kìa. Cho thêm một subscribe nữa này.